Chính quyền bang Colorado của Mỹ đang phải chống chọi với 3 đám cháy rừng vì thời tiết quá khô nóng. Cây cầu cao nhất thế giới tại đây đang bị đe dọa. 3 đám cháy rừng xảy ra trên diện rộng phá hủy nhiều nhà dân tại phía bắc Colorado, đe dọa đến cây cầu cao nhất thế giới, Royal Cross, cao 291 mét, bắc qua sông Arkansas và thiêu đốt vùng phía bắc khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia núi Rocky, khiến khu bảo tồn này phải đóng cửa và hàng trăm người phải đi sơ tán. Hiện khu vực phía nam bang Colorado vẫn đang được đặt trong tình trạng báo động vì thời tiết khô nóng dễ gây hỏa hoạn. Trong khi đó, lực lượng lính cứu hỏa đang làm việc tích cực nhằm dập tắt các đám cháy.